Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2019, có những nội dung chính sau đây. Hiệu quả bước đầu trong triển khai thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường và bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương ở thành phố Tuyên Quang. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, thì vai trò của người dân đã trở thành yếu tố quan trọng để các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong phần tin quốc tế, ngày 3 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ thông báo các quan chức cấp cao của hai cơ quan này đã tổ chức những cuộc hội đàm tại Thái Lan về liên minh song phương và hợp tác ba bên với Nhật Bản. Một sự cố tràn dầu bí ẩn đã hủy hoại gần 250 bãi biển ở 9 tiểu bang của Brazil, đe dọa nghiêm trọng sinh kế của hàng chục nghìn ngư dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tinh giản biên chế, giảm các cuộc họp, khắc phục hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa cán bộ khối Ủy ban nhân dân với cán bộ khối đảng đoàn thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đó là những ưu điểm khi triển khai thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường và bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương ở thành phố Tuyên Quang. Nhận quyết định điều động của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác tại phường từ tháng 9 năm 2014 với nhiệm vụ là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Bắc tiếp tục được giao trọng trách Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Được giữ đồng thời cả hai chức danh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp ông Bắc tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh tại cơ sở. Điểm quan trọng hơn, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã tạo ra sự thống nhất từ khâu xây dựng, ban hành nghị quyết đến chỉ đạo triển khai thực tế. Nhiều năm liền, Đảng bộ phường Minh Xuân được công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Được Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban dân thì trong quá trình triển khai thì nó có cái sự đồng bộ, thống nhất từ cấp ủy đến chính quyền, mặt trận tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội của phường. Đó là cái mà thuận lợi nhất. Cái thứ hai nữa là cái việc triển khai như vậy thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả về cái thời gian và cái tính kịp thời trong quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ địa phương. Trong cái công tác tháng cũng như công tác hàng tuần thì khi mà tổ chức triển khai các cái văn bản của đảng cũng như là của bên chính quyền thì chúng tôi chỉ trong một hội nghị rút ngắn cái thời gian để giải quyết công việc cho người dân. Hiện thành phố Tuyên Quang có 4 trên tổng số 13 xã phường thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Ngoài nhất thể hóa chức danh, thành phố Tuyên Quang còn thực hiện bố trí 11 trên 13 xã phường cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Việc bố trí cán bộ không phải là người địa phương đã có phần khắc phục được tình trạng nể nang, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Tại xã Thái Long, một trong những kết quả nổi bật đó là năm 2018, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, cơ sở vật chất khang trang, đời sống người dân được nâng lên. Đối với tôi là không phải là người địa phương, khi được về công tác tại xã Thái Long, bản thân tôi là đầu tiên là tôi phải cố gắng hết sức mình, hai nữa là phải tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ba nữa là cần phải tranh thủ cái sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong ban chấp hành, trong ban thường vụ đảng ủy xã. Thực tế cho thấy việc nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường và bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương ở thành phố Tuyên Quang đã tạo điều kiện môi trường để cán bộ rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm và đủ tầm, tạo sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, thì vai trò của người dân đã trở thành yếu tố quan trọng để các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, một trong 6 xã điểm về xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, hiện nay cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện với những con đường bê tông trải dài khắp các thôn. Đường vào vùng sản xuất cũng được đầu tư xây dựng. Đó là một trong những thành quả của chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân là chủ thể thực hiện, đóng góp và chính họ là người được hưởng lợi.
về phía địa phương cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được về cái mục đích về đích nông thôn mới. Thứ nhất là để thay đổi cách nghĩ, cách làm người dân để đạt được các tiêu chí. Qua đó thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của bà con nhân dân về cũng chung tay góp sức để xây dựng nông thôn mới của xã Cấp Tiến. Và bà con nhân dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là trong quá trình xóa nhà tạm, làm đường bê tông ngựa đồng. Còn với xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay địa phương này đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Trong 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, hơn 4 tỷ 700 triệu đồng do nhân dân đóng góp đã góp phần hoàn thành nhiều tuyến đường bê tông, nhà văn hóa, cùng những công trình thắp sáng đường quê. Vai trò chủ thể của người dân ngày càng được thể hiện rõ, đưa xã Tiến Bộ từ xã khó khăn đến nay đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Mức thu nhập bình quân hiện đạt 33 triệu đồng một người một năm. Thực hiện cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ban đầu thì cũng khó khăn. Nhưng mà do quá trình chúng tôi triển khai thực hiện để đến với bà con nhân dân tuyên truyền, vận động, thì cái sự hợp tác của bà con nhân dân ở các cái thôn bản và các khu dân cư là rất tốt, mang lại hiệu quả là rất là cao. Thì chúng tôi quyết tâm trong năm 2019 này sẽ hoàn thành thêm một cái tiêu chí nữa, thì đưa cái xã Tiến Bộ là cuối năm 2019 sẽ hoàn thành được 16 trên 19 tiêu chí. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, vai trò của người dân đã trở thành yếu tố quan trọng để đưa Tuyên Quang từ một tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chỉ đạt 2,8 tiêu chí. Đến nay toàn tỉnh đã có 30 trên 129 xã đạt chuẩn, bình quân đạt 13,4 tiêu chí. Nhân dân chủ động tham gia đóng góp hàng triệu ngày công, hàng nghìn mét đất, nguyên vật liệu và gần 1.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020. Những con số đó cho thấy người dân đã nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể của mình và chủ động tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Vụ đông năm 2019, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã trồng được 188 ha cây ngô lấy hạt, 30 ha cây ngô làm thức ăn cho gia súc và 2,5 ha rau đậu các loại. Đây là xã có số diện tích trồng cây ngô lấy hạt cao nhất của huyện Lâm Bình. Nhờ được chăm sóc tốt nên cây ngô trên đồng đất Thổ Bình hiện đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho năng suất sản lượng cao. Vụ đông này, gia đình bà Ma Thị Nhích ở thôn Bản Pét, xã Thổ Bình tiếp tục trồng 2.000 m2 diện tích cây vụ đông, trong đó ngô lấy hạt 1.300 m, còn lại là các loại cây rau, đậu. Để cây vụ đông sinh trưởng phát triển tốt, gia đình bà thường xuyên thăm đồng, bón phân, chăm sóc và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời. Gia đình chỉ có 2.000 m2 thì trồng hơn 1.000 thì trồng ngô, một nửa trồng đậu. Cây ngô bây giờ phát triển thì thấy đẹp lắm. Bây giờ thì rau các thứ thì cũng đã được thu hoạch. Thổ Bình là xã luôn dẫn đầu trong phong trào sản xuất vụ đông ở huyện Lâm Bình với tổng diện tích gieo trồng đạt và vượt so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân huyện giao. Hàng năm, xã chủ động thực hiện đúng khung lịch thời vụ sản xuất các vụ trong năm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng phù hợp thổ nhưỡng, cơ cấu mùa vụ để bố trí trồng được cả 3 vụ trong năm. Trong vụ đông này, bà con nông dân xã Thổ Bình tiếp tục trồng cây ngô lấy hạt và ngô làm thức ăn cho gia súc để phục vụ cho việc phát triển chăn nuôi. Để đảm bảo đạt được năng suất, sản lượng, hiện nay bà con đang tập trung chăm sóc và thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Ủy ban nhân xã đã ra văn bản và chỉ đạo các thôn bản là tiếp tục tuyên truyền vận động bà con tiến hành chăm sóc toàn bộ cái diện tích ngô lấy hạt và phải thường xuyên thăm đồng để phát hiện các cái sâu bệnh sinh trưởng phát triển trên diện tích cây vụ đông để có cái giải pháp phun phòng trừ kịp thời đảm bảo là ngô sinh trưởng phát triển tốt nhất. Khi nhận thức của người dân được nâng lên, cùng với chủ trương tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng sản xuất các vụ trong năm hợp lý, sát với thực tế, sản xuất vụ đông năm 2019 của xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đang hứa hẹn vụ ba thắng lợi, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân. Cây chè Linh Phú, huyện Chiêm Hóa là một trong số các cây nông sản được tỉnh chọn đầu tư theo chủ trương mỗi xã một sản phẩm. Việc tiếp tục phát triển cây chè và quảng bá thương hiệu chè Pà Thèn nhằm phát huy giá trị nông sản có thế mạnh của địa phương này. Ở xã vùng cao Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, cây chè được bà con nơi đây chăm sóc theo hướng tự nhiên, phong tục canh tác người dân bản địa, lấy chất lượng làm tiêu chí để phát triển thương hiệu nông sản này. Cây chè để vào trồng tăng thêm thu nhập
cho mọi người và kể gia đình tôi. Trong thời gian tới thì gia đình tôi lại mở rộng diện tích cây chè và chăm bón những cây đã trồng để cho thu nhập cao hơn. Đến nay, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đã phát triển được trên 25 hectare. Hợp thổ nhưỡng và khí hậu, cây chè Linh Phú được phát triển theo chủ trương xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Xã đã thành lập hợp tác xã chè Pà Thèn, giúp bà con yên tâm sản xuất, mở rộng diện tích và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Cùng với đó, địa phương triển khai các bước đăng ký nhãn hiệu chè Pà Thèn. Chính quyền địa phương đang tích cực xây dựng cái thương hiệu chè Pà Thèn, để có cái thương hiệu chè đặc sản cho một vùng của xã Linh Phú, vận động bà con nông dân tăng cường chăm sóc và nâng cao chất lượng sản phẩm để bán ra thị trường. Cùng với việc mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực của người làm chè, xã chú trọng việc chăm sóc chè đúng quy trình, sản xuất theo hướng sạch để tạo ra sản phẩm chè búp chất lượng cung cấp cho thị trường. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tuổi trẻ huyện Lâm Bình ra quân xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đây là hoạt động nhằm góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để phát triển du lịch ở địa phương. Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được các nhà trường chú trọng để học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, tại trường Trung học phổ thông Thượng Lâm, Ban Thường vụ huyện đoàn Lâm Bình vừa tổ chức lễ ra quân xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đây là hoạt động nhằm góp phần cùng với các ủy chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để phát triển du lịch ở địa phương. Cùng tham gia chương trình là đoàn viên thanh niên chi đoàn văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngay sau lễ ra quân, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã tổ chức thu gom túi ni lông và rác thải nhựa ở khu vực trung tâm xã Thượng Lâm, trao tặng thùng rác xanh cho cơ quan đơn vị, khu tập trung đông dân cư ở các thôn bản thuộc xã Thượng Lâm và trao tặng hàng trăm túi sách thân thiện môi trường cho các hộ gia đình ở xã Thượng Lâm. Sau khi được tham gia những cái hoạt động như này thì đoàn trường và chúng em đã có những nhận thức tốt hơn để góp phần cho quê hương ngày càng xanh sạch đẹp. Hàng tháng, Ban Thường vụ huyện đoàn Lâm Bình sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh tham gia vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư, các đơn vị trường học. Đặc biệt tập trung tuyên truyền vận động người dân hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn, góp phần tạo môi trường thân thiện thu hút khách du lịch đến với Lâm Bình. Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi, bà con nhân dân trên địa bàn huyện có ý thức trong việc chống rác thải nhựa. Qua đó nhằm mục đích xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời góp phần tham gia phát triển du lịch. Chương trình ra quân xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn sẽ được tổ chức rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. Thông qua chương trình nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để thúc đẩy du lịch phát triển. Năm 2019, xã Kim Quan là địa phương nằm trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều cố gắng để nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Toàn xã Kim Quan có 365 hộ chăn nuôi trâu bò, tổng đàn trên 750 con. Đầu năm 2019, tỷ lệ chuồng trại hợp vệ sinh chỉ đạt 25%, do tập quán chăn nuôi lạc hậu, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Trong trại chúng tôi cũng làm lâu rồi, bây giờ cũng biết nó ở gần đường, nó cũng bình, nó cũng ở gần nhà, cũng biết chưa đảm bảo. Đối với thôn Kim Hồng thì nói chung là về nuôi trâu ấy thì là đa số, nhưng mà với cái chuồng hợp vệ sinh thì còn cũng theo phong tục là bà con là chưa hợp vệ sinh. Vì vậy là chúng tôi đi từng hộ gia đình để là vận động và tuyên truyền để di chuyển chuồng trại, xây dựng vào nơi mà để đảm bảo vệ sinh môi trường. Khắc phục tình trạng này, cấp ủy chính quyền xã Kim Quan đã tập trung công tác chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể, thôn bản, trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, tác động mạnh mẽ đến ý thức người dân, tư vấn hướng dẫn các hộ di chuyển, xây mới, sửa chữa chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi. Xã đã huy động được nguồn hỗ trợ cho 106 hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 3 triệu đồng xây mới chuồng trại.
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện hỗ trợ hướng dẫn người dân xây dựng hầm bể bioga, chăn nuôi châu vỗ béo sinh học, nuôi giun quế, cải thiện môi trường. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ chuồng trại hợp vệ sinh đã đạt 70%, tăng 45% so với đầu năm 2019. Các đồng chí cán bộ phụ trách thôn đã đến từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền và cũng như là tư vấn, hướng dẫn cho bà con để thực hiện các cái chuồng đảm bảo đúng theo cái kỹ thuật và nó hợp vệ sinh môi trường. Và phần đầu đến cuối năm thì chúng tôi sẽ hoàn thành các cái chuồng trại mà trong cái dự kiến. Với mục tiêu 100% số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh, hiện nay xã Kim Quan đang định hướng xây dựng khu chuồng trại tập trung cho gia súc. Đây là hướng đi tích cực cho những hộ không có quỹ đất để di chuyển chuồng trại. Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được các nhà trường chú trọng để học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường mầm non Kiến Thiết, một trường nằm ở địa bàn vùng 135 của huyện Yên Sơn. Ở điểm trường này, ngoài các phòng học được nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, thì nhân dân của hai thôn Đồng Đi và Đồng Khẩn đã hỗ trợ tiền để hoàn thành mái che, sân chơi và rèm cửa các lớp học, giúp điểm trường trở nên khang trang hơn. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở đây luôn ở mức cao nhất. Từ ngày xây được cái điểm trường khang trang này, phụ huynh cũng rất là phấn khởi, vui mừng và phụ huynh cũng đã đưa đón con em đến trường rất là đầy đủ. Mẫu giáo thì được 100%, còn nhà trẻ thì tỷ lệ huy động được 60%. Ngoài điểm trường Đồng Đi, năm học này trường mầm non Kiến Thiết huyện Yên Sơn đã huy động phụ huynh học sinh và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đóng góp trên 100 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của cô và trò các điểm trường. Tất cả các khoản đóng góp này đều được nhà trường công khai, tạo được sự đồng thuận việc triển khai. Nhờ vậy, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như điều kiện sinh hoạt của các em học sinh và giáo viên được cải thiện đáng kể. Ngoài cái điểm trường trung tâm ra thì chúng tôi cũng còn có rất nhiều các điểm trường, ví dụ như điểm trường Đồng Đi hoặc là điểm trường Tân Minh, điểm trường Nậm Bó, là phụ huynh cũng vào cuộc và ủng hộ cho các cháu và cho các lớp học được khang trang, sạch đẹp. Mặc dù vậy, hiện tại nhà trường vẫn còn thiếu nhiều phòng học, bếp ăn, phòng vệ sinh cũng như các thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Do vậy, cùng với sự đóng góp của phụ huynh học sinh, các trường học ở vùng 135 như Kiến Thiết đang rất cần sự hỗ trợ để các em học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Như thường lệ, vào chương trình thời sự tối chủ nhật hàng tuần, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Ngày 28 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, khóa 16, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 3, phương hướng nhiệm vụ quý 4. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý 3, phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020. Trong quý 3 năm 2019, tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt tiến độ và tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Năm 2020, tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 21 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu GRGP bình quân đầu người đạt 45,9 triệu đồng trên người trên năm. Ngày 29 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện, thành phố, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2019 và trao đổi kinh nghiệm tổ chức đôn đốc giám sát về thực hiện các kiến nghị sau thẩm tra giám sát, khảo sát và các kết luận giải trình chất vấn. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp ban của Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, tích cực thực hiện các hoạt động giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu các chuyên đề như kỹ năng giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng Nhân dân, thường trực các ban tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, kỹ năng quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ vốn đầu tư công, kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân và giám sát hoạt động pháp luật.
Ngày 30 tháng 10, Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung công tác phối hợp tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng giữa bảo hiểm xã hội tỉnh với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan trong tỉnh, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, những kiến nghị đề xuất trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo Bộ Tài chính, ước thanh toán kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong 10 tháng qua khoảng 210.000 tỷ đồng, đạt gần 50% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt trên 54% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả trên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. Có 4 bộ ngành và 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%, trong đó tỉnh Hưng Yên, Nam Định và Hội Nhà văn Việt Nam có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%. Đáng chú ý, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải ngân đạt 100%. Tuy nhiên, vẫn còn 29 bộ ngành và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân chung của cả nước 54%. Trong đó, 15 bộ ngành và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%. Một số bộ, cơ quan trung ương có kế hoạch vốn giao lớn nhưng có tốc độ giải ngân thấp như Bộ Giao thông Vận tải đạt hơn 32% trong tổng số vốn hơn 25.000 tỷ đồng. Bộ Y tế giải ngân được hơn 26% trong tổng số vốn hơn 7.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật một số chỉ số về hệ thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 8 năm 2019. Cụ thể, tổng tài sản hệ thống tổ chức tín dụng tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019 đạt trên 11,8 triệu tỷ đồng, tăng 6,77% so với hồi đầu năm. Nhóm 7 ngân hàng thương mại nhà nước có tỷ trọng lớn nhất 43%, tương đương với 5,12 triệu tỷ đồng, tăng 5,35% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản của các ngân hàng tư nhân tăng mạnh hơn, tăng 7,97%, đạt 4,92 triệu tỷ đồng, chiếm trên 42% tổng tài sản của hệ thống. Tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019, vốn tự có của toàn hệ thống ngân hàng đạt hơn 866.000 tỷ đồng, tăng 7,44%, tương đương tăng trên 54.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của các ngân hàng tư nhân là khoảng 358.000 tỷ đồng, đạt 5,81%. Vốn tự có của các ngân hàng thương mại nhà nước là trên 285.000 tỷ đồng, tăng 6,38%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục chú trọng công tác quản lý văn bằng chứng chỉ, có biện pháp hiệu quả khắc phục tình trạng làm giả văn bằng chứng chỉ và mua bán văn bằng chứng chỉ. Theo đó, Bộ yêu cầu các sở phải chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp mua bán văn bằng chứng chỉ, làm giả văn bằng chứng chỉ và sử dụng văn bằng chứng chỉ giả trên địa bàn. Nhiệm vụ cần được chú trọng là tìm ra biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng làm giả văn bản, chứng chỉ và mua bán văn bằng chứng chỉ, tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục. Ngày 3 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ thông báo các quan chức cấp cao của hai cơ quan này đã tổ chức những cuộc hội đàm tại Thái Lan về liên minh song phương và hợp tác ba bên với Nhật Bản. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề chính trị John Sung-gu ngày 2 tháng 11 đã gặp trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell bên lề hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 35 tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã tái khẳng định liên minh mạnh mẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo sự phi hạt nhân hóa cuối cùng toàn diện và được kiểm chứng của Triều Tiên. Hai quan chức cũng cam kết hợp tác xuyên suốt chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ và chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc dựa trên các giá trị chung và cam kết đối với các nguyên tắc hoặc sự cởi mở, tính đến lợi ích của các bên, minh bạch, tôn trọng luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN. Ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương sau vụ nổ bom xe tại một khu chợ ở thị trấn Tel Abyad của Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến binh, thân Thổ Nhĩ Kỳ và dân thường nằm trong số những nạn nhân của vụ nổ trên.
hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lực lượng dân quân người Quốc và Đảng Công nhân người Quốc đứng đằng sau vụ tấn công này. Thị trấn Tell Abyad là một trong những nơi diễn ra các hoạt động giao tranh ác liệt nhất kể từ khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tấn công nhằm vào các lực lượng người Quốc ở khu vực Đông Bắc Syria hồi tháng 10. Một sự cố tràn dầu bí ẩn đã hủy hoại gần 250 bãi biển ở 9 tiểu bang của Brazil, đe dọa nghiêm trọng sinh kế của hàng chục nghìn ngư dân địa phương. Kể từ khi dầu thô bắt đầu dạt vào làm ô nhiễm 2.250 km bờ biển phía đông bắc Brazil, hàng nghìn binh sĩ và tình nguyện viên đã tích cực thu gom những khối dầu đen từ cát. Tuy nhiên, dầu đã nhanh chóng bị hấp thu vào hệ tiêu hóa và hô hấp của toàn bộ hàng chục loài động vật biển sinh sống tại đây. Việc kinh doanh tại chợ hải sản đã bị suy giảm đáng kể do du khách e ngại không muốn nghỉ lại tại các khách sạn ven biển, cũng như không có ý định thưởng thức các món sò, ốc và tôm hùm tại các nhà hàng trong vùng. Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết hàng chục túi chứa đất phóng xạ đã bị cuốn xuống sông sau cơn bão mạnh vào hồi tháng trước. Hầu hết chất thải nguy hiểm này là do hậu quả của thảm họa hạt nhân năm 2011. Các chất thải này đã được dự trữ tại các địa điểm lưu trữ tạm thời ở Fukushima và các quận lân cận. Các quan chức cho biết họ đã xác nhận rằng 90 túi ở Fukushima và một túi ở tỉnh Tochigi đã bị bão Hagibis quét sạch sau khi kiểm tra tất cả các vị trí lưu trữ. Họ nói rằng ít nhất 25 trong số các túi được tìm thấy trống rỗng, có nghĩa là đất bị nhiễm độc, đã bị trôi đi trong nước lũ. Tuy nhiên, các quan chức cho biết thêm rằng mức độ phóng xạ xung quanh các điểm lưu trữ vẫn không thay đổi. Họ có kế hoạch cài đặt các rào cản xung quanh các địa điểm lưu trữ để ngăn chặn những sự cố như trên. Một cuộc diễu hành lớn đã diễn ra tại thành phố Mexico. Hàng ngàn người đã hóa trang với bộ trang phục truyền thống, xuống đường nhảy múa trong lễ hội truyền thống. Mỗi năm lễ hội lại khoác lên mình một chiếc áo độc đáo và ấn tượng hơn. Lễ hội ngày càng trở nên thú vị, đa dạng và kích thích sự tò mò của khách du lịch khi đến các nghi lễ được tổ chức theo bản sắc của từng vùng miền ở Mexico. Người Mexico quan niệm rằng đây là khoảng thời gian linh hồn của những người thân yêu đã qua đời trở về thăm gia đình, và họ được chào đón bằng các nghi lễ, thực phẩm và đồ uống đặc biệt. Có rất nhiều du khách nước ngoài tới Mexico để tham dự lễ hội, cùng hòa mình vào những màn trình diễn hóa trang đậm chất nghệ thuật trên đường phố. Tại đây, từ những món đồ chơi và đồ trang trí bằng giấy cho đến những chiếc bánh mì, chiếc kẹo đều mang lại một thông điệp ý nghĩa: cái chết thật sự không đáng sợ. Về những giá trị nhân văn này, lễ hội Ngày của Người Chết đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2003. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 3, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2019. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 13 xã phường, nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%.